Đây chị ơi, có cái màu này rất là đẹp nha. Nó gần như là màu nâu tây nhưng mà nó chết kiểu ghi ghi đen đen ấy. Nhưng mà nhìn nó tây lắm. Cái này trải lên giường rất là tây. Nhìn sang kỳ luôn. Để em bỏ ra cho xem. Hàng sản xuất tại Nhật luôn nhá. Đây nè, hàng của Juki nha. Cái này rất là đẹp. Cái này đẹp sang hơn cái hoa kia đấy. Nếu mà ai thích màu hơi tối một chút. Thật ra là mình nhìn thì tối thôi, nhưng mà khi mà mình đặt lên giường ấy, nhìn nó rất là đẹp. Đây, đợi em một chút để em. Đấy, các chị nhìn chưa? Quá là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các chị ạ. Em chỉ còn duy nhất một cái này thôi nha. Ai mà muốn lấy thêm thì sẽ phải đợi tiếp đấy. Đây nhà em khách đợi ship này. Đợi ship này. Hết sạch luôn các chị ạ.